bệnh lý tim mạch đang trở thành gánh nặng y tế toàn cầu, dự báo sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh dân số thế giới đang già hóa. Hiện nay, tình trạng số người mắc bệnh tim mạch tại Việt Nam tăng nhanh, trong khi công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân còn bộc lộ những thiếu sót nhất định. Chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên sâu cho bác sĩ tim mạch để mang tới trái tim khỏe mạnh cho bệnh nhân. Chương trình đào tạo liên tục New Concept 2019-2021 đã đề ra các mục tiêu lớn như tổ chức 15 lớp đào tạo trên 40 tỉnh thành phố với báo cáo viên quốc tế, đặc biệt là ưu tiên những tỉnh thành vùng sâu, vùng xa. Hôm nay hội thảo thì có hai bài quan trọng, nhưng mà tập trung tất cả vấn đề đây tức là vai trò của cái thần kinh, hệ thần kinh giao cảm đối với lại bệnh lý tim mạch. Tôi nghĩ rằng bài của giáo sư Murray Anser rất hay vì ông chính là người chuyên gia rất sâu về vấn đề về vai trò của hệ thần kinh giao cảm. Nó trở ngược lại kể cả lịch sử nữa, từ những năm 1664 khi người ta bắt đầu biết về những chuyện này, rồi sau đó nghiên cứu rất kỹ về sinh lý học cũng như sinh lý bệnh của hệ thần kinh và vai trò của hệ thần kinh giao cảm trong các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là trong cao huyết áp. Qua đó thì là dẫn dắt tới vấn đề về áp dụng trong điều trị tăng huyết áp. Và giáo sư cũng nhắc nhở tới cái việc vai trò còn nguyên đó của các thuốc ức chế thủ thể beta trong điều trị tăng huyết áp. Nó vẫn còn nguyên giá trị của nó và đặc biệt nhấn mạnh của nó trong các tình huống là những tăng huyết áp mới phát hiện, đặc biệt là người trẻ, những cao huyết áp mà số tâm thu đơn độc, cũng đặc biệt là những người trẻ. Những cái cao huyết áp mà nó kèm theo với các bệnh lý mạch vành, các cái bệnh lý các rối loạn nhịp tim và đặc biệt trong suy tim, cũng như là những bệnh nhân có thể là có thai, đấy là những cái chỉ định rất là đặc biệt và được gọi là bắt buộc của beta blocker mà cần phải được nhấn mạnh lại trong cái hoàn cảnh bây giờ cũng có rất nhiều các thứ thuốc khác đang được giới thiệu và sử dụng ở trong thực hành. Còn cái bài thứ hai là một cái bài liên quan tới nhắc lại hoặc khẳng định lại vai trò của các thuốc ức chế thủ thể beta đối với lại bệnh tim thiếu máu cục bộ, nói tạm như vậy, tức là trong bệnh động mạch vành. Thì tất cả các cái dữ liệu và cũng như là các cái kết quả của các thử nghiệm lâm sàng rất lớn trên thế giới đã khẳng định vai trò của thuốc ức chế beta là thuốc là phải dùng ngay rất sớm, đặc biệt sau nhồi máu cơ tim vì nó làm giảm được tử vong. Còn đối với lại bệnh nhân động mạch vành thì là thuốc đầu tay, gần như là thuốc bắt buộc nếu không có chống chỉ định trong việc điều trị để làm giảm cơn đau thắt ngực. Và đồng thời có những dữ kiện nữa rất là đáng để chúng ta chú ý là ngoài vấn đề giảm được triệu chứng, giảm được các biến chứng, nó còn lâu dài, nó còn giảm được cái tử suất do bệnh lý tim mạch. Thì đấy là một cái chuyện mà chúng ta cũng rất là cần biết để mà có thể là tiếp tục duy trì lâu dài cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có các cơn đau thắt ngực lần đầu tiên chúng ta phát hiện. Với khát vọng thắp sáng tri thức cho hàng ngàn bác sĩ tim mạch ở Việt Nam, mang tới những trái tim khỏe mạnh cho các bệnh nhân, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, lan tỏa, sẻ chia tri thức tới các bác sĩ, cùng họ song hành thắp sáng, nối dài sự sống cho nhiều hơn những bệnh nhân tim mạch. Sống là yêu thương, là trao gửi điều ý nghĩa. Hãy cùng Hội Tim Mạch Học Việt Nam và Văn phòng Merck thực hiện hóa giá trị nhân văn này.